Vậy là đã hơn 3 ngày 3 đêm thầy yên nghỉ nơi cuộc đất này. Chắc mọi người ở đây cũng đến chào thầy rồi phải không thầy? Sao tự nhiên gió thổi mạnh như vậy? Cũng may là có tấm chiếu cũ đắp lên mộ phần của thầy, rủi có mưa gió thầy cũng đỡ lạnh. Gì kỳ vậy? Con tấm chiếu à, mà nó cũng rách hết trơn hết trọi rồi, vì đâu ganh tị phân bì. Người ta là thầy, người ta được á, mấy đứa học trò nó chở đến đây rồi xin chôn cất đàng hoàng, chứ đâu phải là những thây ma vô thừa nhận như các người. Ê, lỡ lời, thâu thâu xin lỗi, đừng giận lão nghe. Thầy biết không, trong cái khu Mã Quan này đa phần là những thây ma vô thừa nhận. Người á thì nguyên vẹn hình hài, kẻ thì còn có nhúm thịt. Tụ về đây là thập loại chúng sinh. Cho đến khi gặp được thầy cách đây mấy hôm thì những linh hồn quan quải kia lần đầu tiên mới đón nhận một ông thầy đó. Thầy. Gọi tiếng thầy cho sang vậy thôi, chứ số phận của thầy nó cũng hẩm hiu, không khác gì những số phận nằm trong những cái nấm mồ ở đây đâu. Nè, học đi nghe, cố gắng học cho đàng hoàng, bu theo thầy mà học ít chữ thánh hiền, rồi học nhạc nữa, siêng năng dụm cái, đừng có để người ta nói là những hồn ma dốt nát, nghe chưa? Hay quá, ngôn đờn thật điêu luyện. Cái tiếng đờn này á thì chỉ có bậc danh cầm mới có đó nghe. Dạ xin chào cụ. Dạ chào lữ khách. Ở chẳng hay giờ này sao lữ khách còn lai vãng ở khu Mã Quan này vậy? Dạ thưa cụ, tôi là người lỡ đổ đường nghe tiếng đờn của cụ, biết cụ là người hiền hòa nhân hậu nên mới ghé vô xin tá túc qua đêm thôi ạ. À. Lữ khách nghe cái tiếng đàn thôi mà hiểu được tâm tính của lão, vậy là tai nghe không phải là dạng người bình thường đâu nghe. Yeah. Dạ dạ mời mời lữ khách ngồi để lão rót cho lữ khách chén trà. À, lữ khách biết không? À, lão sống đây con mình à, mà lần đầu tiên á có người hòa nhạc với lão đó. Nhưng mà có điều, lão đây á không có xứng với những cái lời mà lữ khách khen tặng đâu. Dạ thưa cụ, cụ cũng sành điệu già sâu sắc lắm. Đời còn gì vui thú sau một ngày lao động, thì lão về cái căn chòi rách nát này nè, rồi ôm đàn lên tỉ ti muôn nỗi tâm can đó. Dạ cho hỏi, từ đâu cụ thuộc được những bản đờn này? Nói không giấu gì, lão á
con đứa cháu gái là dân đờn ca tài tử đó nghe, mà nó là học trò cưng của chú Chính Niên, mà chú Chính Niên á là học trò của bác Năm Dậu, mà bác Năm Dậu á là truyền nhân của cụ Ba Thịnh, rồi cụ Ba Thịnh ở đây á lại là người học trò mà ông Chính Sớm ông mê nhất á. Nói vậy hiểu không? Nói tụ chung lại hầu hết những cái danh cầm nổi tiếng đó, những danh cầm xuất chúng á, đều do một kỳ nhân huấn luyện mà thành. Dạ thưa cụ, kỳ nhân đó là ai vậy? Dạ là thầy Nguyễn Quang Đại, ông Ba Đợi đó. Thầy Ba Đợi? Ây chết, tự nhiên cái nhắc tên ổng chi mà sấm chớp nổi đùng đùng. Dạ thầy ơi, dạ lão lỡ lời, không có cố ý phạm quý đâu, thầy đừng có giận lão nghe. Dạ cảm ơn thầy. Biết không, thầy Ba vốn là nhạc quan của triều đình. Khi vua Hàm Nghi Mỹ đài hải sang tận Phi Châu, thì thầy cũng trôi dạt tới vùng đất phương Nam, lập hội phường chống lại Lan Sang, bị giặc Tây truy sát, thầy cùng mọi người phải xuôi ngược bôn ba. Khi nắng hạn lúc mưa sang, thầy vẫn mang bên mình nhã nhạc, mà thầy xem như báu vật phải giữ gìn và truyền trao lại bao đời. Từ đó trên khắp miền sông nước phương Nam, bồng bềnh cũng bật ngũ âm, bởi những người dân chân đất cả đầu trần, bên mấy tranh bên vách lá bên ruộng vườn, thêm mặn thêm nồng tình sâu nghĩa nặng, trong tiếng đàn thanh thoát cả ngân rung. Dù tiếng sông Tây Dương có mỹ nhắn chìm dưới làng bóng mũi đàn, nhưng sâu thẳm lòng dân vẫn diệu kỳ như lòng sâu của đất, từng hạt giống vẫn sinh sôi chờ nay lộc đâm trồi. Nắng ấm bình minh soi rọi tối chân trời, đờn đứt dây nối lại diệt phách não đùng tay tay, sẽ theo dần nước thăng trầm mà trồi khúc quan ca. Dưới những nấm mộ quan mà lặng dần có tiếng đờn của ông lão đi ra chuyện nước non, cũng như đi cùng tiếng súng trong Tây Dương, có tiếng thơ đồ chiếu bốn phương vang rền. Nghe vang rền như thúc giục, như lời khích Lê Cẩn anh hùng và Trang Hào kiệt lừng danh, cùng với những người giữ đất, còn có những người luôn bảo vệ phần hồn. Hồn đây là hồn cốt thiêng liêng của cả một dân tộc, là lời ru của mẹ, là tiếng nhạc của cha. Lời ru tiếng nhạc dù trải lắm phong ba, nhưng vẫn vẹn nguyên, vẫn trường tồn bởi cái câu rừng cay muối mặn. Bởi vì không có sự hận thù nào có thể dùi dập được thủy chung. Súng đạn không làm cho lạc phiến say, cung lửa loạn không thiêu đốt được lời ca tiếng nhạc. Dù tay đờn hai tay súng biết gì nước và dân nước, thì cũng xưng Trang Hào kiệt anh hùng. Đúng đó, phải đó, thầy Ba cũng trong những Trang Hào kiệt như vậy. Ơn trời rung rủi lúc sống, kẻ hèn này cũng có duyên gặp mặt thầy. Và khi thầy thác đi,
chính kẻ hèn này cũng được chăm sóc phần mộ của thầy. Đây, mộ phần của thầy ba nằm đấy. Người thầy của các bậc thầy. Vậy mà phải chết thảm như vậy. Chết nghèo, chết khổ. Rồi được mấy đứa học trò nó quấn trong manh chiêu rách, nó đem về đây bằng xe chở cá. Thì hỏi trời đất có công bằng như thầy hay không? Ta phải rời xa cả ngươi, rời xa tổ quốc thật rồi. Hoàng thượng vạn tuế. Kìa, đừng gọi ta như rửa. Ta bây giờ là quần công ân lịch. Ta từ bỏ ngai vàng mà không hề hối tiếc. Gần 3 năm về Tân Sở kháng Pháp, tuyên hịch Cần Vương, quyết không cam tâm làm phần bù nhìn. Vua tôi của chúng ta đã một lòng một dạ chẳng quản gia ngựa bọc thay. Cuộc sống của chúng ta có đôi phần khó khăn, nhưng chúng ta được tự do, được hạnh phúc. Nhưng bây giờ, bây giờ thì ta phải rời xa quê hương, đất tổ. Người phụ lãng xa buộc ta phải trốn vui phần đời còn lại trên mảnh đất Phi Châu xa xôi, nghiệt ngã. Ta có tội với các đấng tiên liệt bởi vì không giữ tròn nước non. Ân lịch ta cũng muôn vàng lần có tội về muôn dân nước Việt. Xin hãy thử tội cho ta, một kẻ kém tài mòn đức. Xin dập đầu xả tội. Hoàng thượng! Nước non ngang dầm ra đi cày tình chi, mượn máu xuống phần đền nợ. Đồ xuân thì dù lao đau hay là nợ duyên gì. Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế! Ta đã
bảo đừng gọi ta là vua nữa mà. Không, với dân Nam thì người vẫn là vua. Không phải ông bà ta đã từng nói sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định bởi sách trần. Lũ bạch quỷ cướp nước, chúng bay phải trở về nơi mà chúng bay đã đến. Trả lại trời cho vua Nam, trả lại đất cho dân Nam. Ta nghe đi mà. Đừng mà. Thế bình tĩnh đi. Đừng. Đừng. Cô ơi. Cha có sao không? Cha ơi, cha nghe con nghe mà. Cha đừng có như vậy mà. Cùng đi. Cùng đi. Đừng. Cô ơi. Cha ơi, cha sao vậy? Bạch quỷ, lũ giết người, tao liều mạng cho chúng mày. Tao bà con, bà mày. Con ơi, xin bà con này dừng tay, xin bà con này dừng tay. Bà con ơi, cháu cháu đã xé phòng có ích gì? Hãy tự trách mình vì đã không tròn đạo phò vua, để nước đó lâm vào nguy biến. Không, không, đừng nói nữa. Lỗi ngày hôm nay gây ra là do ta kẻ kém tài mòn đức. Ông đại, ông đại cùng các anh em nước mất rồi, nhà tan rồi, những gì ốm mẹ để lại dư được chừng mô thì hãy chừng nỡ. Nhưng trong thâm tâm sâu thẳm của ta vẫn hung đúc một niềm tin rằng mai này dân Nam sẽ được tự do, nước Nam sẽ được tự chủ muôn đời. Ngày trước rắn một thì nay phải rắn mười. Dạ. Thôi, ta đi đây. Truy lùng kẻ phản loạn, không được để cho hắn trốn thoát, nghe chưa? Nó chưa đi xa khỏi đây đâu, tìm kiếm thật kỹ, nhanh lên. Người ơi, xin mời vào kiệu. Nhanh lên. Bằng mọi giá phải tìm bắt cho được nó, rõ chưa? Những người kia dừng kiệu lại.
Xin chào cô nương. Cô nương vui lòng cho tôi biết, từ nãy giờ cô nương có nhìn thấy một kẻ lạ mặt nào đang lẩn quẩn ở quanh đây không? Tôi không để ý. Mà các ông đang truy tìm ai vậy? Chúng tôi đang đuổi theo một tên phiến loạn theo lệnh của ngài Phó Tổng đốc Nam Kỳ, thưa cô nương. Vậy các ông cứ tiếp tục truy tìm và bắt hắn. Cầu chúc cho các ông sớm tìm ra kẻ phản nghịch. Khởi kiệu. Khoan đã. Chuyện gì thế thưa ông? Xin cô nương vui lòng cho tôi được biết quý danh. Tôi là Ái Hoa, ái nữ của quan tổng đốc Đại Phong. Ô la la, rất hân hạnh được diện kiến tiểu thơ. Tiểu thơ có một người cha thật tuyệt vời, là một thành viên của đàn cựu, nhưng lại là một cộng sự đắc lực của soái phủ Nam Kỳ. Ngài quá khen, chào ngài. Khoan đã. Chuyện gì nữa thưa ông? Tiểu thơ có cam đoan chắc chắn với tôi rằng kẻ tội phạm kia không đang ngồi trong kiệu cùng với tiểu thơ đó chứ? Dường như ông chưa hiểu rõ lắm về thuần phong mỹ tục xứ tôi. Thưa tiểu thơ, ông nhìn nhận tiết hạnh của tôi thế nào mà lại cho rằng tôi đã để một người đàn ông xa lạ đi chung trên kiệu? Vậy nhưng mà cha tôi rất có thể sẽ bẩm báo việc này lên ngài toàn quyền rằng một viên quan ba pháp lại có hành vi nhục mạ một tiểu thơ bản địa. Không không, xin tiểu thơ đừng hiểu lầm. Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ vì sự an nguy của tiểu thơ mà thôi. Mời tiểu thơ hồi dinh. Chào ông. Khởi kiệu. Dừng lại. Bọn chúng đi cả rồi. Thưa cô nương, xin đa tạ cô nương đã cứu giúp. Cũng chỉ là cứu một người phúc đẳng hà sa. Cô nương cho tôi hỏi, mần răng cô nương lại cứu giúp một người xa lạ, chẳng tận tường gốc cội như tôi. Cha tôi dầu là tổng đốc cai quản xứ Nam Kỳ, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi luôn dành cảm tình cho những người nổi dậy. Rửa thì xin cô nương hãy nhận cho kẻ hèn này một lạy, gọi là đáp đền ơn cứu mạng. Ơn này xin kết cỏ ngầm vành, nguyện có ngày báo đáp. Chàng không phải làm thế. Xin phép cô nương cho tôi được cáo lui. Khoan đã. Chàng dời đi lúc này sẽ khó bảo toàn tính mạng. Tôi sẽ đưa chàng về dinh phủ của cha tôi. Nhưng cô nương sẽ bị liên lụy. Tôi tuy nhi nữ thường tình, nhưng cũng biết mình phải làm gì giữa đôi nẻo đường đời phải trái. Ta đi thôi. Nước non ngang dặm ra đi
phần đến nợ ô ly đắng cay vì đường đổ xuống thì đổ xuống thì ca tàng trăng khuyết vang lộn theo chi dâng một lời mắng quân nay chuyện đã như nguyện đằng vai phân vì lời cho mà lại buồn nhớ quê rồi. Rời xa mảnh đất thần kinh từ bảy đến nay, theo cha con vô sự Nam Kỳ này, mà không mấy khi được trở về nơi chôn nhau cắt ruộng. Ông trời kể cũng lạ, cứ gieo chi những mối duyên tình ngang trái. Chuyện xưa của mạ, rồi chuyện nay của con. Mạ ơi, con không muốn lấy công tử Hiến đâu. Con à, từ trước tới giờ cha con đã quyết điều chi thì khó lòng mà lay chuyện. Công tử Hiến là con trai duy nhất của quan tổng đốc Nguyễn Phúc Châu, ông lại là người bạn thâm giao trị cốt với cha con nữa. Nhưng công tử Hiến là một kẻ ngông cuồng ngạo mạn, nếu như con bị ép duyên phải cùng y hôn sự thì thà con quỷ mạng còn hơn. Chết, Ái Hoa, mà không được nói gỡ nghe chưa. Vậy nên lần này việc mà con ta bằng cách dối gạt cha, con cũng day rất lắm, nhưng không còn cách gì nữa mà. Ái Hoa, mà thương con lắm con à. Mà chuyện của người trai bữa trước ra răng rồi con? Dạ, con đã dặn dò quân ấy cẩn thận như những gì mà con ta đã bàn bạc cùng nhau. Con à, có chồng quyền thế, sống trong giàu sang nhung lụa một đời, nhưng mà có sướng vui hạnh phúc được không? Mỗi khi có việc phải về lại ngoài nở, gặp lại bà con vốn quen thân từ thuở còn thơ bé, nhưng chưa gặp lại thì mắt nhìn đã nhạt, môi cười đã phai. Thiên hạ bâng khuâng, con mà thì ngượng ngùng, ngõ sông sông lặng lỡ trôi, trong mây thì mây nẹp sao đôi, mà nghe mà lạc lòng chơi vơi, khi tóc tan trùm phủ nơi nơi, xiềng gông đại đọa dân lành. Con mà thì tham bà vinh sang, mà ơi phận gái theo chồng như bèo bọt giữa dòng trôi nổi lên đơn, hay như một kiếp phù bình trao đời cho sông nước mong manh, nên mà đừng nặng mang nỗi niềm tâm. Chồng của mà theo Tây mà giết hại dân lành, mà làm sao oán mặt cho đành, nên lòng già cứ xót đau.
đã vậy, chứ còn một người cần vương đang ẩu não trong nhà ni. Trời ơi, con ơi! Dạ! Mà không biết đến lúc nọ sự tình rồi ra răng nữa con à! Mà ơi, việc đến đâu ta tính đến đó, ta sẽ tìm cách lo liệu mà à! Dạ, bẩm bà lớn, có ông lớn với quan tổng đốc châu và công tử hiến về tới rồi à! Ông mau biểu bọn gia nhân đoạn tiệp cho cẩn thận, đừng để cho ông ấy phật ý nghe chưa? Dạ! Đi con! Dạ thưa ngài, như vậy là tôi đã làm tròn phận sự mà ngài thống đốc Nam Kỳ giao phó. Tháp tùng cùng ngài về dinh phủ thật an toàn. Giờ thì cha con tôi xin kêu biệt ngài. Cha này, đi tới đâu cha cũng vội vội vàng vàng là sao vậy cha? Công tử nói cũng phải, tôi đã quen ở lại đây uống với ta vài chung rượu rồi lên đường cũng không muộn mà. Vậy đâu, dân sự. Đa tạ ngài. À, tôi thành thật cảm phục thành tựu của ngài. Để tam đẳng bội tinh mà ngài thống đốc Nam Kỳ toàn quyền giao cho ngài thật là xứng đáng đó. Ngài đã quá lời rồi. Đó là sự rộng lòng của mẫu quốc xa xôi chiêu cô đến tôi. Để tâm đẳng bội tinh chiêu cô là dòng tộc của tôi quý đáng trợ, cô nhọc bao ngày thật chẳng bỏ công. Tôi xin tạc giả ghi tâm. Nghĩ sâu xa mẫu quốc đâu khờ khạo, khi triều đình một nét suy duy, mà quyền thế hai ta vẫn giữ nguyên địa vị. Như thưởng công người không màng gian khó, vì phú lan xa mà tận tụy quên mình. Thôi thường xưa nay khi rừng quang còn lắm con mồi, thì thợ săn vẫn ân cần ghe vuốt đỡ đần săn sóc lỗ chó săn. Khi ngài với cha tôi vẫn dọc ngang khắp lục tỉnh Nam Kỳ, vẫn tàn sát vẫn truy lùng, thì mẫu quốc vẫn còn ban phú quý vinh quang. Hiền, nhưng mà cha ơi, tới nơi cảnh sát hữu tình như thế này nè mà cha chỉ rạch toàn chuyện quốc sự, cha chẳng hiểu cho lòng con gì hết. Được rồi, để cha tính cho. Dạ thưa ngài, trẻ nó cũng phải. Còn cái chuyện mà hôn phối của hai trẻ đó, tôi xin ngài hãy suy xét cho nhanh. Thưa ngài, dạ, để phu thê tôi bàn lại, rồi tôi sẽ trả lời với đại quan. Dạ, dạ. Đại quan ơi là đại quan, mong ngài suy xét cho con nhờ. Dạ. Nếu không hả, chắc là con chết trước khi tàn mộng. Vì từng đêm thâu hồn con trôi vào mộng, chập chờn bóng dáng tiên nga, con nhận ra đó chính là nàng người mà con quý con yêu hằng là chờ sẽ kết tơ duyên. Nàng dịu dàng thứ tha gian qua yêu điệu khiến hồn con ngất ngây, đêm ngày không ngủ không ăn, hao mòn khô héo xác thân, chỉ mong hồn sự đến ngày chung thân. Nếu không con tàn tạ rồi chết vì ngông trong. Hiện đại quan đây đã nói, lời của người như chiều chém đá lăn, thiện ý trẻ thơ sau này nỉ quý phiền,
để hai bên song thân thêm ái ngại chứ hả? Con này nỉ đâu mà chết. Hiền, mà con chết là đại quan mang họa đó nha. Hiền, không được bất kính. Con bất kính đâu, chị nói con bất kính. Con chỉ bất an thôi à. Vậy mà cha cũng vu oan giáo họa cho con nữa. Công tử à, được rồi, được rồi. Để ta sẽ gọi ai qua ra đây cho công tử được diện kiến. Phu nhân. Dạ. Dạ, xin kính chào quan tổng đốc, chào dạ. Công tử. Chào phu nhân. Dạ, xin chào phu nhân. Phu nhân à. Dạ. Hãy cho gọi ai qua ra đây để diễn kiến với quan tổng đốc cùng công tử đó nha. Dạ, dạ thưa quan tổng đốc cùng công tử. Ải hoa mấy bữa ni gặp khí thời tiết trái mùa, thân thể bất an, không tiền diện kiến đài quan cùng công tử. Mong đài quan rộng lòng lường thứ. À, dạ, 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 không sao, không sao. Để hôm khác cũng được, dạ. Thưa ngài. Bực bội không à? Người đâu chốc chốc lại ốm như đau. Hay là nàng ta tránh mặt khiến này? Đã vậy, khiến ta xông vào tận phòng Loan xem nàng còn tránh mặt khiến được nữa hay không. Đâu rồi? Phòng Loan đâu rồi? Phòng Loan đâu? Phòng Loan đâu rồi? Phu nhân, kìa, phòng Loan đâu? Đứng lại. Dạ tránh ra. Phòng Loan đâu? Hiên, cha buông ra. Mất dạy. Cha đánh tôi. Cha nhớ là cha đánh tôi. Nên có thằng con ngỗ ngược như mày á, tao không đánh mày thì trời đánh mày, biết chưa? Mày đâu? Dẫn công tử Hiến ra ngoài đi. Con trả đây. Đi ra ngoài. Cha nhớ là cha đánh tôi nha. Thù này đó hả? Tôi khắc cốt ghi xương. Trời đất ơi. Rồi sau này cha chết trời, trời, trời. Tôi để hương tàn khói lạnh cho cha coi. Dẫn nó đi. Trời ơi, đúng là thằng con trời đánh. Cha, hãy dậy dậy dậy. Tôi nói cha nghe nè. Dạ, xin ngài hãy bỏ qua cái trẻ người non dạ vừa rồi. Dạ không có chi, không có chi. Dạ, giờ đây tôi xin kêu kêu biệt ngài. Đại quan lên đường bảo trọng. Dạ, xin chào quan ạ. Ông tổng à. Ông tổng, bữa ní tôi đợi ông về để rồi xin thưa với ông một việc. Ok, phu nhân. Dạ. Chẳng hay có chuyện gì mà phu nhân lại định thưa với ta đây? Ông còn nhớ gia đình quan tham tri bộ lệ Nguyễn Danh Đề không? Tham tri bộ lệ Nguyễn Danh Đề. Dạ. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Khi mà thở hàng gì, chúng tôi đều đòi nó âm lặng qua nhau. Còn khi tôi ở Phú Xuân, vào cái năm mùa màng thất kém, nếu có ông cứu mang thì giờ này tôi cũng đã xanh cỏ rồi. Dạ, tôi cũng có được nghe ông tổng kể về mối thâm tình giữa hai người. Chuyện từ năm xưa, cả hai cùng ước nguyện một điều. Nếu mà mai sau, hai nhà sanh đằng một gái một trai, thì cùng nhau ra nghĩa cho đôi trẻ được nên duyên tâm sắc. Ngoài chuyện giữ ước thề, nhà ta cùng đã mang nhiều ơn sâu. Quả là năm xưa tôi đã từng mang nợ ân tình của ngài tham tri. Khi gia cảnh tôi gặp lúc khôn nguy và điều giao ước khi trước tôi còn ghi nhớ trong tâm trí, mà sau lúc này bà lại nhắc đến chuyện ngài xa xưa. Mấy năm trước thấy cảnh vua Hàm Nghi bị người Pháp khinh miệt, một số quan lại đầu triều đã đem quân tấn công trại binh của Pháp ở đồn Mang Cả. Quân Pháp phản công,
quan quân triều đình phải rước vua về lãnh ở thành Quảng Trì rồi lên Tân Sở. Quan Tham Tri bị người Pháp buộc tội đồng mưu trong vụ việc, nên đã hạ lệnh giết ngài. Phu nhân. Dạ. Sự thật có chuyện như vậy sao? Dạ đúng như rửa. Phu nhân của ngài vì quá đau buồn nên cũng đổ bình mà khuất núi, để lại một người con trai chẳng chốn chung thân, không nơi nương tựa. Đây, con tự nguyện danh Nam. Dạ, con công tử danh Nam xin cúi đầu lạy tạ quan tổng đốc cùng phu nhân. Trời, công tử hãy đứng lên, hãy đứng lên. Ồ, công tử diện mạo khôi ngô tuấn tú, thật xứng danh vọng giữ gia nhân trọng tộc. Tình hãy tin người bạn thâm giao đã gia đình lâm cảnh ly tán, giờ đây bỗng dưng ta lại thấy đau xót trong lòng. Thôi được rồi con à, hôm nay con đã đến đây rồi, con cứ xem như đây là nhà của con đi. Dạ, con xin đa tạ quan tổng đốc. Con hãy gọi ta là Ba Phụ nha. Dạ. Ông tổng. Con dạ. Xin đổi ơn Bá Phụ. Đó, rồi còn lời nguyện ước khi xưa, ông tổng định tỉnh ra răng. Chà, cái chuyện đó thì nó cũng khó cho ta trong lúc này quá. Dạ thưa cha, cha vẫn thường dạy con, làm kẻ chính nhân đứng giữa đất trời, một lời nguyện thề là như dao chém đá. Cha chẳng nhớ sao cha? Con à. Cha. Cái chuyện đó rồi. Thôi, ta cứ tạm dừng lại đây đi, rồi cha sẽ tính lại sau nghe con. Dạ, con xin đổi ơn cha. À, con gái. U sáng liêu, u liêu sẽ công liêu. U sáng u liêu công liêu sẽ công liêu công liêu sự sáng sẽ công sáng công sẽ liêu liêu sẽ liêu liêu công liêu liêu sẽ công liêu sự sáng sẽ công sáng sẽ họ sẽ công sẽ sang sự sang họ sự sang công sang sẽ sang công sẽ sang sẽ công liêu sẽ công sẽ sang sẽ công liêu sẽ công sẽ sang sự sang họ sang sự họ sự sang sẽ công sẽ sang sự sang họ sang sự. Các con giỏi lắm, thầy có lời khen. Còn bây giờ thầy cho ta cùng hòa đơn nhá. Giỏi lắm, danh Nam con. Mới có nửa năm thôi mà con đã gây dựng được một ban lễ nhạc. Từ những chiều thơ công tử, con nhà giàu có, chỉ biết có thú ăn chơi mà. Con à, ta muốn hỏi con nha. Dạ. Bằng cách nào? Sao con rành nhạc dữ hả? Dạ. Dạ thưa nhạc phụ, con xin được bày tỏ ạ. Thân phụ con vốn được gần gũi các quan nhạc trong triều. Dạ, chức tham tri bổ lệ ngược xuôi, vẫn lấy câu hát tiếng đàn nâng nhịp sống.
tìm nhạc sư dày cống rèn cặp để dạy con tường tỏ ngủ cúng ạ. Thì ra là vậy. Đó là một điều rất may mắn. À thôi thì còn việc hôn sự của con với ai qua, ta cũng đã có lần xin lỗi với quan tổng đốc rồi. Dạ. Bây giờ thì ta không thể nào gả cưới ai qua cho công tử Hiến được con ạ. Dạ thưa nhạc phụ, lời nguyện ở khi xưa, xin nghiệp phụ cũng đừng quá bần lòng. Ta đâu phải là phường giống ân bội nghĩa đâu con. Dạ, nhưng việc nghiệp phụ khước từ hôn sự sẽ làm cho quan tổng đốc không vui. Dạ, sẽ không tốt cho công vụ của nghiệp phụ mai này ạ. Con khỏi lo, là vì cha biết là ta phải làm gì rồi con. Dạ, bẩm đại nhân. Có chuyện gì lão bộc? Có công tử Hiến muốn diện kiến đại nhân, đang chờ ở nhà trên ạ. Lui đi. Con, bây giờ ta đi lên nhà trên có công chuyện. Con cứ tiếp tục ở đây mà dạy bảo học trò nha. Dạ. Cha đi đây. Thầy ơi, ngày mai thầy cho con thôi học nha thầy. Ráng rửa con. Con đâu muốn học đâu. Tại cha con ép con học mà. Thầy nhìn nè, mười ngón tay của con rách hết rồi nè. Thôi được rồi, con cứ nghỉ đi. Khi mô thấy ham thì trở lại với thầy cùng các đồng môn con nha. Dạ, chào thầy, con về. Thầy ơi, ngày mai thầy cũng cho con xin thôi học. Răng rửa. Vì cha xứa nhà thờ nói phụng sự Chúa là phải chuyên tâm, còn nhạc này quê mùa, không được học. Thôi được rồi, việc địa chí hòa già, nhạc là sự hòa hợp. Trọng trách ta mang phải gìn giữ cung đàn. Muội này. Dạ. Ta có chuyện muốn nói với Hiền muội. Nghĩa huynh cứ nói. Ta muốn thưa với quan tổng đốc,
cho ta được dọn đến nơi xóm cùng ngõ hẻm để mở trường dạy nhạc. Kìa, huynh muốn rời xa. Chẳng phải là huynh đã gầy dựng được ban lễ nhạc trong dinh phủ rồi đó sao? Các tiểu thư công tử con nhà đến học nhạc là do mẹ cha thúc ép. Trong khi nhạc lưu truyền được phải nhờ vào những bậc kỳ tài mang thiên mệnh của đất trời. Kỳ tài lẩn khuất trong dân gian phải bỏ công tìm mới thấy. Nếu không tìm về nơi thôn cùng xóm vắng thì bạo vật tổ tông biết truyền dạy cho ai. Rồi theo tháng ngày dấu bể đổi thay, thanh âm sẽ lạt phai, sẽ đơn điệu như là gió thoáng bên tai, không còn làm sao động hồn ai. Tất cả tinh hoa của tiền nhân truyền lại, không còn hiện diện trên thực tại cuộc đời, mà chỉ là quá khứ xa vời. Nỗi đau đời trong tim mới đầy vơi, đồng thanh dòng lệ tuôn rơi. Tiếng nhạc tái tê như tiếng khóc nghẹn lời, tâm tư muội cũng rối bời. Mai mốt xa rời, hai phương trời diễu vời, lòng ta mong đợi buổi đoàn viên. Một lần từ ta chia tay, biết mai đây ta có còn gặp lại. Con đường quanh đi mịt mùng quang tái, và đầy rẫy trong gai bởi bao kẻ thắng tàn. Lòng mũi không an, sợ trái ngang gieo cành cho một lần ly tan là ngàn năm cách mặt, cho phím đàn dằn dạt mây cung thương. Người ra đi ngoài muôn dặm gió sương, sao trắng khỏi cánh đoạn trường cay đắng. Người ở lại lặng thầm trong xa vắng, nỗi nhớ biết chăng. Cảm phục chàng khí phách hiên ngang, lại dạt vào trái tim nhân hầu. Ai cho nên từ buổi sơ giao đã nghe xuyến sao trong lòng, mong cớ xe tờ hồng bên dưới thuyền mãi không rời xa. Yêu thương thiết tha chan hòa, sao trời già lá lay tình ta. Quan đại huynh, dường như huynh có điều gì quẩn khúc. Nàng là con nhà uy quyền danh giá, thân ta cơ hàn dày đây mái đỏ phong xưa. Tim em vẫn như nên không màng gấm nhung giàu sang, dấu mai cách che đôi đàn, nguyện không phụ vàng cho nát tan lòng đau. Quan đại quân, lời riêng ta đã trao nhau, bỗng nghe tim mình xuyến xao. Lời ước giao để mai sau ta tìm về bên nhau. Ái hoa ơi, tình yêu buổi đầu được kết tinh từ nỗi nhớ, nên mỗi lúc vắng xa là thở thân mong chờ. Bạn nhạc luyến thương ai dạo từ bao giờ,
để lòng ta ước mơ câu duyên nở, dù biết hai người đang cách trở quan san. Giữa mà cõi lòng vẫn lo chuyện hợp tan, sợ dâu bể làm vàng tan đá nà. Sợi ta hồng mong manh không kết chặt, nên giữa mùa ngâu còn bằng vặc giọt mưa sầu. Qua tình yêu vừa chớm nở buổi ban đầu, sao huynh lo sợ nhạt màu phai hương. Cho dù lòng nặng niềm thương, cũng đành én nhàn sâm thương đôi đường. Quan đại huynh, Ái Hoa ơi, mai một đây quan tổng đốc sẽ thì danh phần cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng thân phận của huynh lúc này là cốt nhục của quan tham tri bộ lễ. Nhưng đó chỉ là ngụy danh. Hơn nữa, việc hôn nhân phải là của hai tâm hồn yêu thương đồng điều. Chàng muốn nói chàng chẳng có chút cảm tình nào với Ái Hoa. Không phải như rứa, mà là Ái Hoa ơi, mai một đây trở trêu số phận, nhạc phù và ta chẳng thể chung đường. Tình phú thế dầu vạn ức yêu thương, nổi gia cảnh muốn điều ngáng trái. Em biết phận em nhiều xa xót, dẫu tấm thân trong là lụa gấm nhung, nhưng phụ thân vì hai chữ cầu vinh, khom lưng kẻ ngoài hại dân hại nước. Cùng tổng đốc Châu một phường liên kết, truy bắt bao người trung nghĩa thiện lương. Mẹ con em ôm nỗi nhục gia đường. Huynh biết không, mẫu thân em xưa kia bị cha đoạt về làm vợ. Mấy chục năm qua mà sống như chiếc bông vật vờ. Từ lúc sinh ra em mà mới có được niềm an ủi. Bao tháng năm qua, hai mẹ con phải hứng chịu biết bao lời nguyền rủa. Rồi số phận khiến xui cho em được gặp huynh, em như bắt gặp một tâm hồn đồng điệu, một niềm an ủi sẻ chia. Giờ huynh lại định bỏ em mà đi. Ái Hoa. Dạ. Dạ con trẻ xin kính lại song thân. Dạ, con xin cúi đầu lạy tạ quan tổng đốc cùng phu nhân. Cả hai hãy đứng lên. Xin mời công tử. Dạ, trình tổng đốc và phu nhân, người tráng niên đây chính là công tử Nguyễn Danh Nam, con trai duy nhất của quan tham tri bộ lễ Nguyễn Danh Đề ạ. Còn kia chính là kẻ mạo danh ạ. Ngài lãnh binh, ngài lấy gì là bằng chứng rằng vị công tử này đây đích thực danh nam,
là con trai quan tham tri bộ lệ năm nào. Ngài lãnh binh hải mau mau phân to cho mọi người hiểu rõ nguồn cơn, không còn ngờ vực băng hoang. Thưa phu nhân, hiện tại hạ quan có bằng chứng rõ ràng để chứng minh người tráng niên đây đích thực con nhà lưu lạc dặm trường ngần ấy năm qua. Nếu không phiền, ngài có thể cho chúng tôi xem qua bằng chứng có được không? Dạ, đây là tờ khảo xác thực của hội đồng gương chức cùng với quan tri huyện Hương Trà, nơi nguyên quán của quan tham tri bộ lễ ạ. Dạ, trình ngài ạ. Đúng rồi, Việt Nam. Dạ. Tại sao đến giờ này, đến giờ phút này con mới tìm tới ta? Dạ. Tại sao? Dạ. Dạ. Bà phụ. Vì con biết thân phận con già như cát bụi gió bay bọt bèo chìm nổi, mẹ ta không mồ cha là tứ tội con bất vương lang thang không trốn nương nhà. Bạn hữu đồng môn đã lạnh nhạt ngơ thờ, hoàn cảnh đã đổi thay trên dòng đời, dâu bể mang kiếp tội đồ thì phải đổi họ thay tên thì làm sao có... Dạ, đưa công tử danh nam vào trong ngơi nghỉ. Dạ. Dạ. Còn tên này, Mỹ Lai, là nhà quan của phế hoàng hàm nghi phản loạn. Khi vua bị đài, hắn mạo nhận là công tử danh nam lánh nạn tại đây. Không thể nào, không, ta không thể nào hiểu được, ta không thể nào hiểu được. Phu nhân. Dạ. Phu nhân. Dạ, dạ thưa cha. Dạ chính con, con đã tìm cách để Nguyễn Huynh đây giả dạng công tử danh nam, xin cha đừng trách mẹ. Dạ, dạ thưa quan tổng đốc, chính con là người giả danh công tử danh nam để lừa gạt tiểu thơ cùng phu nhân. Tội này là do con, tiểu thơ và phu nhân không có tội ạ. Ông ơi, tại tôi, lỗi là tại tôi. Đi, đi, im đi. Quân phản nghịch, tất cả các người tòa rập để chống đối lại ta phải không? Ai quá? Dạ. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Dạ thưa cha, vì con không muốn làm vợ một kẻ ngông cuồng ngạo mạn, và cũng muốn cứu giúp một người tài ba lỗi lạc, có tấm lòng vì nước vì dân. Nàng, công tử, vì nước vì dân lúc này là phải tận tâm mà phụng sự Tây Dương. Người ta từ phương trời xa, người ta tới đây để khai quát ở mảnh đất u tối này. Nhưng đất này là của dân ta, trời này là của dân ta, dân hiến này là ông bà ta để lại, nay lại rơi vào tay lũ ngoại bang, thì cha ơi, sao cha dân chút đau lòng? Phu nhân, cha bà ơi, dạy con gái của bà nó ngu muội như vậy sao? Ông ơi, lời con trẻ cùng là điều tôi hằng tâm niệm, lá ngọc cành vàng mọc chuộng hoàng gia, trong khi dòng máu rồng tiên đã bảo đời truyền lưu chỉ anh hùng bất phàm trên trang sử số vàng. Ông làm quan mà để cho người dân ta thảm, để đất nước tiêu tàn vì góp giày lũ lang xa, hết điểm tử lâu trà rồi đến tầng hưởng sướng ca, sống xa hoa
trong lụa là nhung gầm, bỏ mặc người dân sống trong khổ đau khó nhọc, máu lệ tuôn rơi theo từng tiếng khóc nghẹn ngào. Cha xây cho mình điện ngọc lầu cao, từ xương máu của bao người dân vô tội. Nếu còn lương tri xin nông cải cuối, đừng gieo dắt tai ương mà đắp tội với giống nơi. Này cả bà nữa, loạn hết rồi, loạn hết rồi. Lão Bấm, đem giam phu nhân của ta đãi qua vào nhà sau. Dạ. Khóa cửa lại cho thật chặt, không cho đi ra vào. Còn công chuyện nhà để ta tự lo liệu. Thưa quá tổng đốc, quá tổng đốc, tên phản loạn này ta sẽ giao mày về cho phụ soái. Không, ấy lên. Trời, con xin cha, quan đã. Nếu cha quyết lòng như vậy, cha sẽ mất con. Trời ơi, con ơi, con ơi, cha mẹ muộn màng làm mới sinh được một muộn con. Con không được làm điều dại dột nghe con. Mà ơi, con ơi, con hiếm hoi này đâu có hệ trọng gì đối với ngài tổng đốc quyền quy. Con có chết cũng không làm cho cha tỉnh ngộ. Không được rửa con. Ông đâu ơi bác. Ông ơi, thì xin cho ông bạn lính túc trực suốt cả ngày đêm, đừng để cho tiểu thơ làm điều nông nổi nghe chưa. Dạ. Đưa đi. Khoan đã ngài tổng đốc. Công tử, có điều gì vậy công tử? Xin ngài tổng đốc cho con được hầu chuyện với tiểu thơ Ái Hoa một lát. Về đi. Ái Hoa, tiểu thơ đã làm cho ta cảm kích. Tiểu thơ chẳng ngại ngần nói lên sự thật và hết lòng che chở kẻ vì nước vì dân. Thôi thì đúng sai ngành ngọn rồi sẽ tỏ tường. Nhưng ta quá đỗi cảm phục trước nghĩa cử của một người con gái. Tổng đốc ơi, con xin người đừng trách hờn chi tiểu thơ cành vàng lá ngọc. Công tử lại có ý gì? Dạ thưa tổng đốc, con với tiểu thơ và phu nhân đây cùng chung một ý, xin quan tổng đốc hãy thả tên phản loạn kia ra. Công tử nói như vậy là sao? Công tử có biết câu nói của công tử vừa rồi nó sẽ gây ảnh hưởng đến ta và luôn cả phụ thân của công tử, rồi đây sẽ mang trọng tội với phủ toàn quyền không? Nhưng thưa tổng đốc, việc con phát hiện ra tung tích nhân thân thật sự của công tử danh Nam thì chỉ mình con và ngài lãnh binh biết rõ. Nếu không nói ra đâu ai được tỏ tường. Mình người một nhà nên đùm bọc yêu thương giúp tiểu thơ Ái Hoa được dễ dàng đôi đường. Hơn nữa ngài lãnh binh không phải là phường cháo trở, sẽ chẳng nói ra câu chuyện hôm nay. Vậy xin tổng đốc hãy khéo léo an bài giúp kẻ mạo danh này mau rời khỏi nơi đây. Xin tổng đốc, than rằng sẽ gây đại họa, ta hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi. Chuyện này ta cần suy tính cho tận tường, thả án về rừng mà mang quả sát thần. Con xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo rằng anh ta sẽ không bao giờ dám làm loạn. Công tử, tổng đốc, con xin người hãy thay đổi quyết định đi. Con dập đầu cúi xin người đó. Công tử đã làm khó cho ta rồi. Một đứa con gái ngỗ ngược này, nó đã làm cho ta lâm vào trong cái cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thôi thì ta nể lời công tử đó,
ta khoan đã, ngài tổng đốc. Cái gì? Trước khi quyết định, xin ngài hãy nghe con nói. Công tử, có điều gì nữa? Công tử hãy nói đi. Mọi việc sẽ diễn ra răm rắp y như vậy. Khi và chỉ khi. Công tử, nói cho rõ lên coi. Khi. Khi và chỉ khi tiểu thơ ái qua gật đầu đồng ý về làm vợ của hiến này. Công tử, ái qua tôi xin cảm tạ tấm lòng bác ái của công tử. Thưa cha, con bằng lòng về làm vợ công tử hiến. Ai hoa, ai hoa, ai hoa. Cái gì? Công tử, con ơi, đây ta bằng lòng làm vợ công tử. Mẹ đét ơi, thiên địa quỷ thần ơi. Nhưng cũng như công tử, ta có một điều kiện. Ai qua, nàng nói đi, bất cứ điều kiện nào của nàng ta cũng chấp nhận. Công tử phải đảm bảo với ta rằng người trai này sẽ được an toàn rời khỏi nơi đây. Kìa ai hoa, công tử không được dùng bất cứ hành vi áp mũi nào gây phương hại cho quan đại. Ta chấp nhận. Và một điều kiện nữa. Bất cứ điều kiện nào khi nàng đã đưa ra, ta cũng xem đó như là thưởng lệnh. Với ái hoa ta nguyện làm tấn quân hầu, luôn thi hành chiếu mệnh để giai nhân đẹp và vui lòng. Để màu mắt thêm xanh và đôi má thêm hồng, để mình vui sống bên nhau trong tình chồng nghĩa vợ. Nàng sẽ không buồn, không nức nở sầu thương. Tình ta trao nàng đầy hơn cả đại dương. Dẫu là đơn phương, dẫu nàng xem thường ta đó, nhưng ngày tháng mai sau chắc nàng sẽ rõ. Vì yêu nàng mà ta chấp nhận mọi thiệt thòi. Ai qua, nàng nói đi, điều kiện của nàng là gì? Nàng nói đi, ta chấp nhận hết. Đêm tân hôn, ta chỉ nâng chén giao bôi mà không phu thê hợp cận. Thiên địa quỷ thần ơi, ta lấy vợ về mà không được cùng vợ ái ân mặn nồng, không lẽ ta lấy nàng về để nhan khói hả? Mà thôi, ý nàng là ý trời, ta chấp nhận. Nhưng mà nàng phải cho ta biết là ta phải nín nhịn tới khi nào? Cho đến khi ta sẵn sàng đón nhận. Bằng không ta sẽ kết liễu đời mình. Ai qua, ta chấp nhận. Nàng chết rồi, ta sống với ai đây? Nhạc gia. Vậy là mọi chuyện. Quan đại ơi, mọi mối lương duyên trời đã định sẵn rồi. Kiếp này mình hữu duyên vô nợ, em nguyện đợi chờ ở kiếp lai sinh. Đành
ơi xa bên mộng. Nhìn ai cay đắng lòng đau, từ nay cho đến ngàn sau lạc hướng tìm nhau tiếng tơ nghẹn ngào. Trời cao ngang trái bày chi, còn thương sao bất tử ly kẻ ơ người đi khóe mi tuôn giọt. Thank you.
Làm gì mà tao ở không tao chăm mày vậy hả? Tao đẻ riết là tao xấu xí vậy mày thấy không? Ừ thì tôi thấy má cũng xấu thiệt mà. Trời ơi là trời. Trời ơi tao con này. Mày mà là học dịch đó là tao luộc tao ăn rồi nghe mày. Tao xấu vậy là do ông già tía của mày đó. Bắt tao đẻ hoài ha. Đẻ mà một năm một đứa mày thấy không? Trời ơi bây giờ nè. Mới là phai tàn. Một cái bông hoa đẹp nhất làng mày thấy không? Má mà đẹp nhất làng á hả? Ừ, không tin mày hỏi bà con câu thải tao vừa đẹp vừa hát hay không? Thấy không? Dạ, má đẹp, nhưng mà má hát không có hay. Thôi má, về đi má. Trời ơi, tao mệt con này quá. Đây nè, nói nghe nè con. Bây giờ bữa xin má cái đờn phải không? Ngồi im nó đi, chiều về má mua cho cái đờn ha. Dạ. Ừ, dễ thương quá. Để cho má hành sự nghe con. Dạ. Dạ, thầy ba. Dạ. Dạ, dạ thưa cô Chính mới tới. Dạ. Dạ, dạ mời cô Chính dùng nước ạ. Dạ, em không có khác mà thầy ba mời thì em cũng uống. Trời ơi, nước gì đâu mà nó ngọt. Ngọt y như mấy lùi vậy đó. Dạ, cảm ơn cô Chính. Dạ, đây là nước mưa tôi trữ ở trong lu á. À, gì vậy má? Sao vậy cô? Có con lăng quăng, mày uống đi. Có sao? Ê, kìa, cô Chính à. Cô Chính à. Cô bình tĩnh, cô Chính. Thầy kể bà đi. Bà mê thầy đó. Trời ơi, cái con nhỏ này, chắc tao giết mày quá. Trời ơi, tao là hoa đã có chủ nghe mày. Chủ của tao là ông già tía của mày nghe chưa mày. Tao có mê trai à. Má không mê thầy tôi, má mơ đây làm gì. Trời ơi, cái con này sao cái đầu óc mày u mê đen tối quá vậy. Tao nói rồi, tao qua đây là tao đòi nợ. Thầy ơi, cho em đòi nợ. Trời ơi, tôi sợ má luôn. Với thầy tôi, má dễ thương quá xa. Má của con há chẳng phải là người đàn bà thiệt thà thẳng thắn, làng trong làng ngoài nổi danh đứng đắn, chính truyền trong trắng tuyệt trần. Dạ, phải vậy không anh bà? Dạ, dạ thưa cô Chính. Cô Chính cho tôi thưa chuyện với cô Chính một chút. Dạ, anh ba thưa đi. Em chờ, hãy anh ba gửi thì em nhận. Dạ, là bữa nay tôi chưa có tiền trả cho cô Chính. Cô Chính cho tôi khất nợ lại một con nước đó nghe cô Chính. Khất hoài vậy trời. Mười mấy cái hàm cá sấu nước lợ kia nó đâu có khất em đâu anh ba. Dạ, cô Chính thông cảm. Bữa nay tôi kẹt quá cô Chính à. Kẹt là cái chuyện của anh ba chứ không phải là cái chuyện của em. Bây giờ anh ba, anh ba có muốn gỡ kẹt không? Dạ, có khách gì cô Chính chỉ giúp giùm cho. Thiệt vậy? Giờ anh ba ra đây với em, ra đây. Anh ba coi như là ở đây là cái bờ đê nghe không? Cái anh ba ngồi xuống đi. Trời ơi, ngoài bờ đê á, trăng thanh gió mát nghe anh ba. Tao nói dế nó kêu ri 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 ri, ếch kêu ọp vậy đó. Dạ, anh ba ơi, đêm nay anh ra ngoài sông vắng, 30 trời không trăng sáng. Cô Chính à. Anh khải đàn trầm bông nhặt quang, em hát tình tan tình. Hai đứa mình xích lại gần nhau, ôi chao nó hạnh phúc dường bao. Cô Chính à, cô đừng làm vậy mà cô Chính. Em biểu sao á, cái mà anh mừng y vậy à. Vui vẻ hài lòng em xóa nợ cho anh ngay. Cô thông cảm cho. Về cái chuyện này tôi khó mà chiều ý cô đây. Còn số nợ kia ngày mai tôi trả liền. Tôi đang dạy và phiền cô Chính về cho. Thầy tôi nói đúng á, má về đi. Tự nhiên qua đây rồi rủ thầy tôi ra bờ sông vắng làm gì vậy má? Trời ơi là trời. Em biết cái gì? Mày biết gì mà thọt mỏ mày vô mày hả? Tôi nào mày lớn bằng tao rồi biết. Biết gì? Tôi về tôi mét tía tôi á. Mét hả? Mét đi. Mét đi rồi tao giết mày. Giết luôn ông già tía mày luôn. Dữ như con tin vậy. Dữ hả mày?
Làm ơn tôi sợ bà quá, bà làm ơn bà ngồi im giùm tôi đi. Nè, nãy hứa cho cây đờn rồi phải không? Giờ cho thêm 3 cắt rưỡi nữa về ăn kẹo. Mận ơn ngồi im cho tôi làm việc nghe chưa bà? Dạ. Trời ơi, tôi sợ bà quá đi. Đồ con trời đánh. Thầy ba. Dạ. Bây giờ tôi cho thầy cơ hội rồi, thầy không nhận thì thôi. Nếu mà không nhận á thì thầy lo thì trả tiền lẹ cho tôi đi. Nếu mà thầy không trả tiền cho tôi đó hả, thì nè, hò liếu rồi hả. Cô Chính, cô Chính là cô Chính. Cô lại cô là cô Chính, đừng làm vậy nè cô Chính ơi. Hò cái gì mà hò? Cô Chính, cô Chính bớt giận. Bớt giận gì được, nổi nóng hả? Dạ, tiền đây, xin gửi lại cô Chính. Tiền đâu có lẹ hả? Dạ, chẳng giấu gì cô, số tiền này hôm qua tôi mới đi vay, định vài bữa nữa lợp lại mái nhà cho anh đại chồng tôi, có chỗ che mưa che nắng mà dạy học cho bọn trẻ. Tại thấy cô Chính làm quá cho nên tôi, dạ, xin gửi lại cho cô. Trời ơi, sao mà ai mà tốt chỉ ác dân thắt đất, cái xóm dưới ai cho bả mượn tiền vậy trời. Tôi đâu có muốn lấy liền giờ, trả từ từ được không? Trời ơi, có tiền thì lấy đi. Lấy làm dữ hả? Thôi lấy tiền rồi về đi má. Mệt được quá. Chưa đếm tiền mà béo vợ vậy. Bực mình. Còn thiếu 3 xu 3 chinh 3 cắt rưỡi. À chưa đủ lấy lại đi. Chừng nào đủ là tôi qua tôi lấy luôn. Ha, trả lại nè. Còn thiếu 3 xu nè. Nè con về đi. Ờ còn 3 chinh 3 cắt rưỡi nữa. 3 chinh 3 cắt rưỡi nữa đâu có. 3 chinh nè. Trời, có 3 chinh luôn hả? Còn 3 cắt rưỡi. Còn 3 cắt rưỡi. 3 cắt rưỡi nè. Trời ơi trời. Trời ơi, tiền này là của má mà con. Má cho tôi là tiền của tôi. Tôi muốn xài cái gì tôi xài. Má về đi. Cám học, cám học. Tôi tát cho mặt tụi bay hết giờ. Nè nè, con nhỏ này, trời ơi, trong giờ phút này sao tôi thèm tôi rạch rồi tôi nhét nó vô trở lại dễ sợ. Trời ơi, cái con gì mà. Trời, mày ở chiều nay không đừng hòng mà có cái cây đơn nào nghe chứ mày. Nhìn cái mặt thấy ghét hả? Cái gì vậy con? Em sợ quá anh bà ơi. Trời ơi, đằng kia kìa. Có cái ông cái mặt ông hầm hầm thấy ghê lắm. Y như là thảo khấu. Trời ơi, em sợ quá. Sợ quá. Cô Chính à, cô Chính à, cô đừng làm vậy mà cô Chính. Trời ơi, em sợ. Sao có ai đâu? Sợ nó cướp của em. Ai mà cướp cái gì của cô? Cướp tiền rồi cướp luôn đời con gái. Tôi mất rồi. Trời ơi. Nè, con à. Tại sao mà con ói dữ vậy? Con bị cái gì mà con ói dữ vậy? Dạ không, con ói má con. Trời đất, con ói má con. Má con làm gì mà con ói? Tao làm gì ói mày hả? Mày đừng có núp nha, mày đừng núp nha. Chiều nay mày về đi, tao tru di tam tộc cả nội cả ngoại mày luôn. Tôi cho cô biết tôi không phải là thảo khấu, cô đừng có nói vậy nghe chưa? Phải thảo khấu thôi chứ. Về á. Tru di tam tộc, bà họ, nội ngoại mày luôn. Nhưng mà má ơi, hình như trong ngoại có má đó. Còn nói đúng á. Vậy là tru di một mình mày. Trời ơi là trời. Mà. Trời ơi là trời. Thôi, không sao đâu con ha. Lão ba. Lão ba phải không? Nhạc sư phải không? Trời ơi, trời đất ơi, nhạc sư. Lão ba. Lão ba ơi. Lão ba có được mạnh khỏe không? Chẳng may thất thập đã tới nơi rồi, nhưng lão còn cường tráng lắm đó. Lão ba. Lão ba ơi, bao năm trời chúng ta cách mặt, nay đất trời khiến phương xa xứ lạ hai người lại gặp nhau. Ơn nghĩa thâm cao con mang nặng trong lòng, xúc động mừng vui khoe mắt lệ lưng tròng. Trời đất bao la núi cao biên rộng, cao xanh không phụ lòng kẻ biết quý trọng nhân tâm. Xa cách bao năm tưởng là vĩnh biệt, giây phút tương phùng khôn xiết mình vui. Dạ, mừng quá lão ba ơi. Mừng lão quá. Ba ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát. Nhạc sư ngồi xuống đi nhạc sư. Gặp lại lão ba. Quá thật quá bất ngờ. Quá nhạc sư. Dạ, mời lão ba uống miếng nước cho đỡ khát.
Dạ cảm ơn cô. Ủa cô đây là? Dạ thưa lão bá, đây là Sáo Loan. Dạ là hiền thê của tôi. Hiền thê của nhạc sư? Dạ. Ôi cô Sáo, cô Sáo phúc hậu hiền lương. Tôi mừng, mừng cho nhạc sư lắm, mừng lắm nghe nhạc sư. Dạ đa tạ lão bá. Dạ. Mình ạ. À, dạ. À, tôi có khách, mình nói với các con nghỉ một chút đi, rồi tôi giải tiếp nghe. Dạ. Các con theo cô. Thế mà đã ngót chục năm có lẽ, kể từ ngày rời dinh phủ tổng đốc Phong, mười mấy năm qua thế cuộc xây dựng, gia cảnh người xưa có được biển lặng sóng yên không lão bác? Nhạc sư, nhạc sư ơi, tất cả đã biến thành tro bụi hết rồi. Thành tro bụi? Lời của lão cơ hồ như thế là... Nhạc sư có biết không, sau khi Bình Định mấy dục dây nghĩa đã xong, thống đốc Nam Kỳ mới xây qua Thanh Trừng bộ máy, chành cuối mùa dắt kiệt rồi bỏ vỏ, châu chẳng kêu cài để hổ bắt quả tha. Tổng đốc Châu bị tịch biên gia sản rồi chịu cảnh lưu đày, phu nhân Thị Phượng cũng đã qua đời vì bạo bệnh. Sao? Còn tổng đốc Phong đã bị chém đầu bêu giữa chợ rồi. Trời ơi, đúng là tang thương dâu bể mà. Vậy còn Ai Qua? Ai Qua hiện giờ ra sao? Có được vui vẻ hạnh phúc hay là phải chịu nhiều cay đắng hả lão bác? Nhạc sư ơi, Ai Qua, nhạc sư, nhạc sư ơi, kể từ khi người nhà tiểu thơ Ai Qua đôi ngã phần ly, tiểu thơ mới du quy rời khỏi phủ đường, từng bước chân đi dương ngấn lệ u buồn. Trời đã không thương nên gây đoạn trường bão đông, nên giữa dòng đời gió dập cánh qua rơi, thuyền yêu đã xa khơi đi về phương xa diệu vời, bên cũ ưu tư chờ đợi tháng năm dài. Vì thề hẹn phai mờ nên khối sầu còn chiếu nặng tâm can, rồi chồng chất riêng mang sâu nặng nỗi đau đời. Nỗi chìm dấu bể mang tiếng phổ vong mà không thốt nên lời, gia tòng phú muôn đời là đạo lý, dù đồng sàng di mong dù nhạc ai phai âm, ta ngẩn ngơ khi đường ta đứt đoạn, ta nghẹn ngào khi giông bão cuồng nổ thét gào, cho mây đen che phố dần trắng, nhưng ta chỉ khóc vì một cánh hoa tan tác giữa ba đào. Phận người mỏng như lá cỏ, biển đời mênh mông duyên đời bé nhỏ, ta cam tay xuôi phận bé bàng, chỉ cầu nguyện cho nàng chốn ấy được bình an. Hôm ấy cuối mùa thu ảm đạm, có người ở bên phủ tổng đốc Châu sang bẩm báo rằng tiểu thơ Ai Qua vì cảm mạo đã quá đời rồi.
sự thể như thế nào hả lão bá? Chứ không, không phải như vậy đâu. Tiểu thơ Ái Hoa không ly trần không phải vì cảm mạo. Như vậy nghĩa là sao? Sự thật như thế nào? Xin lão bá hãy kể tôi nghe tường tận. Có lần lão lân la sang nhà của Tổng đốc Châu, được một gia đình vô tình tiết lộ cho lão biết. Kể từ khi đưa tiểu thơ về phủ, công tử Hiên đã đối xử với tiểu thơ quá đỗi bạo tàn. Biết tiểu thơ đêm ngày vẫn tưởng nhớ đến nhạc sư, nên hắn đã dùng đủ thứ trò tinh ma tàn độc. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay đó là chuyện nhỏ, đêm không cho ngủ ngày chẳng cho ăn. Mở miệng ra là nhiệt măng đủ điều, còn nơi chung phòng thế, hắn đã dở đủ thứ trò đồi bãi. Và rồi nàng có nghe ta nói trút bỏ xiêm y không? Lì lợm, lì lợm đến tột cùng. Nàng không trút chứ gì, rồi ta sẽ trút. Lao giày cho ta. Không được đi, mà phải bò. Chắc hẳn nàng còn nhớ câu tam tùng tứ đức chứ? Nhắc lại ta nghe. Tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Đúng, đúng lắm. Ở nhà thì theo cha, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết mới được theo con. Giờ nàng là vợ ta, nàng phải phục tùng ta bất phân phải trái. Ta sẽ dạy cho nàng biết cách làm thê thiếp trong cái nhà này. Muốn đàn à. Ai qua, nàng chạy đi đâu? Ai qua, nàng trai đi đâu ai qua? Đứng lại! Không! Tôi đã! Đúng mà! Dừng lại đi! Tao! Phải lòng của tao! Ai qua! Ai qua! Ai qua! Tôi đã! Ta sẽ kết liễu đời mình. Đừng Ai qua, đừng. Ta sợ. Ha ha ha.
Đâm đi. Nàng đâm đi. Đâm đi. Đó. Nàng có dám làm gì đâu. Nàng luôn lấy cái chết ra để dọa dẫm người. Ta nói cho nàng hay, nàng dọa cha nàng thì được, chứ nàng dọa ta thì nàng chẳng là cái thá gì hết. Nàng chẳng qua chỉ là đứa con gái lăng loàn, dại dột và quá đỗi khờ khạo ngu si, là đứa vô nghiệp vô đạo sống ở bên chồng mà lòng mơ gì tình cũ, chắc nết lăng loàn hèn hạ xấu xa. Ai hèn hạ hơn ai? Ai dùng sinh mạng một người để đổi cuộc hôn nhân? Ai bị ghen hờn mà mất cả nhân tâm? Ai trao trở vĩnh vợ ai lòng mộ dạ hai? Cầm đi! Cầm đi! Cầm đi rồi! Bác nghĩ! Hả lần hồn ta từng phút từng giây, tôi âm u địa ngục tại dây quanh, ta sống bằng linh hồn đã một ruộng hôi tanh. Hỡi trời! Hỡi đất! Ai nhân tình hay là ai trầm luân, mà khi đã lỡ bước xa chân, tan nát linh hồn đại đọa xác thân. Ân ái ghi nàng, mà ta thấy mình chẳng khác gì đang nằm cạnh một cái cây thây ma lạnh lẽo. Thế nên cái mạng sống của nàng đối với ta không khác gì một con chó vậy á. Một con chó ghẻ. Nàng cười cái gì? Nàng cười cái gì? Một con chó ghẻ. Điên khùng. Điên khùng. Điên khùng. Đúng là điên khùng. Ta điên đó. Điên khùng. Ta điên đó. Điên khùng. Ta điên đó. Điên à. Mau, mau, nàng định giết ta, nàng định giết ta. Cha ơi, cha có biết là cha đã đưa con vào hoàn cảnh thơ thiếu như vậy không? Mà ơi, con không đền được ơn sinh thành dưỡng dục. Một lại này hãy tha thứ cho mà đêm ngày nhớ thương con rời xa dương thế về âm cánh mù sương quên nỗi đau rồi một cánh hoa dương để lòng ma tai tê đừng đừng ai qua ai qua ai qua mẹ làm gì vậy ai qua máu ai qua máu ai qua ai công ai công cứu cứu ai qua cứu tôi với.
cánh của quê nhà, thăm mẹ già heo hắt ngơ, bao ngày mắt lệ mờ trong ngơ, nhò dầm quê phòng vang vắng lạnh cấm, nhớ thương con dòng lệ đồng thương sầu. Quan đại ơi, em thọ lỗi cùng chàng. Mẹ cha ơi, con ngàn lần trách tội. Ai Hoa! Ai Hoa ơi, làm gì cứu ta mà nông nỗi như vậy? Tiếc thương giấc mộng ban đầu, từng đêm lệ sầu tuôn rơi. Biết nàng không còn ở dương gian, lòng ta quặn nỗi riêng mang, âm dương chia biệt muôn đời, nghẹn ngào gọi cô nhân ơi. Nghiệt quan thay số phận, hồng nhan lận đận duyên tình, ngàn năm cách bóng xa hình, lời thề chặt giả đinh ninh, ân tình sâu nặng, thầm mang trọn kiếp con người, mà vô bể đổi dời, tan ta cánh bèo trôi. Mình ơi, tôi rất thấu hiểu nỗi khổ sâu xa mà người xưa âm thầm gánh chịu. Vì cứu mạng cho ai mà nàng phải đánh liều số phận để rồi chịu đựng biết bao nhiêu cay đắng đau sâu. Khi về miền đất thăm sâu vẫn mang theo ước hẹn buổi ban đầu. Ôi như tôi muốn được quấn dành khăn tan căng, để đưa tiền cô nhân đã dâng số ly trần. Thương ai, khổ ai bác phân, dành tan hải đổi thơ người tri ân. Người xưa dước nợ trần gian, về miền đất phở tháng nhàn hương linh. Tạ ơn mình. Mình ơi, tôi... Mình hãy nói chuyện với người đã khuất. Cảm ơn mình. Lão ba. Dạ. Trời cao ghen ghét mà chí, xui ta gặp gỡ mà tim hồng dở tan, âm cánh dương gian đôi đàn xa nhau. Nghẹn ngào nhớ bao lời trao, kiếp sau sung dày ai qua người ơi. Ai qua dòng người sâu trời tới, hỡi cô nhân ơi, xin hãy lắng quên câu thề. Lời nàng khơi sâu bao đớn đau lòng ta, nàng đã về xa. Gió, gió bỗng dưng từ đâu thổi mình? Ai qua ơi,
phải nàng về để tâm sự cùng ta. Ai qua, ai qua, ai qua ơi, ta nợ nàng, ta phải làm sao đây ai qua? Quan đại chàng ơi, em về bên chàng đây. Quan đại chàng ơi, ai qua, ai qua. Ai qua ơi, nay đã đôi đời hơi bạn lòng, đừng nên thương nhớ trong lòng giọt sâu tuôn rơi. Tay tê nỗi niềm bên thềm quá rơi, phải chăng nơi xa vời nàng về bên ta chứng chi? Chàng ơi, em về bên chàng chỉ phút giây rồi ngàn trùng xa biệt, xin chàng đừng nặng niềm thương tiếc cánh qua rơi. Nếu thương em, xin hãy hiến dâng đời những bản nhạc cùng lời ca tiếng hát. Em sẽ nương theo tiếng tơ rung xào xạc cùng chàng hát mãi khúc thơ duyên. Quan đại chàng ơi, ai qua, ai qua, ai qua, ai qua. Ai qua. Ai qua ơi, ta sẽ ghi khắc lời nàng, nâng đàn ngàn năm bay bóng. Hay quá. Hay lắm. Hay lắm. Đa tạ các ngài, đa tạ các ngài. Quý ông quý thầy vừa thưởng thức bản Bình Bán do nhóm tài tử của thầy Tư Triều diễn tấu. À, thầy Tư Triều à, nhóm tài tử của thầy diễn tấu hay, hay lắm đó à, nghe. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Như các vị đã biết, người Pháp đã đặt xong bộ máy bảo tàng.
hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng ta là nam, là con lạc cháu hồng, không thể ngồi trơ mắt nhìn tổ quốc suy vong, muôn dân thống khổ. Nhưng muốn đấu tranh, chúng ta cũng cần phải có kinh tài. Riêng về phía chúng tôi, thì chúng tôi đã cho mở ra nhiều cơ sở kinh doanh, trong đó có Nam Trung Khách Sạn, nơi mà các vị đang đứng ở đây. Hôm nay, tôi mời chư vị đến thăm, những mong được chư vị giúp sức, hầu chăm lo cho đại cuộc. Tiếp lời của Ngài Duy Bờ Chiếu, tôi xin giới thiệu nhạc sư Ba Đợi, Dạng Thế Sư Biểu, danh bất hư truyền, người đã có công dạy dỗ 400 nhiều thầy đờn lừng danh lục tỉnh, gom nhặt chấp nối đợt ca tài tử thành bốn hơi Bắc Hạ Nam Quán, hoàn thiện 20 bài bản cổ để làm nên lề thối muôn sao. Xin mời thầy. Thưa các vị, tôi có một vài thiện ý như vậy. Chúng ta đều nặng lòng cơn chống quốc, mong một ngày đại cuộc phong ập đến, quét sạch lũ ngoại xâm để thu lại giang sang. Ta bền gan chiến đấu ngoan tường, dù mất mát đau thương, ta nào đâu tiếc máu xương, đang mang linh khí quê hương, đi non sông chìm đắm giữa đêm trường, tiền tờ thổn thức u buồn, từ ấy khơi nguồn hận sâu. Tôi nào có thiết chi đâu khi góp chút công tranh đấu giữ quê nhà, nhưng quả thật là tôi thấy có điều băn khoăn. Tranh đấu vì quê mình, điều đó thỏa đáng phần tình, nhưng chưa tròn phần lý, cầu ngoại viện sẽ ra sao thế nước, phải tự lực cánh sinh, việc ấy quyết làm ngay. Chúng ta phải lấy sức dần, cuộn nước đẩy thuyền lên. Thưa thầy ba, cũng bởi chúng tôi nhận thấy rằng Nhật Bổn là một nước nhỏ mà 13 năm trước đánh thắng Trung Hoa, 3 năm trước đánh thắng Nga La Tư cũng nhờ vào kế sách Minh Trị Duy Tân. Vậy nên tôi thiết nghĩ, để giành tự chủ, noi theo và cậy nhờ Nhật Bổn là hơn hết. Noi theo thì được, nhưng trao gửi sinh mệnh quốc gia là điều chưa chắc đã nên. Đó chỉ là thiện ý nhỏ nhặt, mong các ông hãy cân nhắc. Vâng, chúng tôi sẽ lưu tâm đến ý kiến của nhạc sư. Còn việc chính hôm nay chúng tôi muốn cậy nhờ là thế này. Như tôi đã thưa lúc trước, để lo kinh tài cho hoạt động của hội Minh Tân Công Nghệ Xã, chúng tôi dự định tổ chức kinh doanh bách hóa kết hợp các buổi trình diễn tạp kỹ. Trước tiên, thử nghiệm ở Nam Trung Khách Sạn và Minh Tân Khách Sạn. Và đặc biệt lần này, các ban đờn ca tài tử sẽ được trình diễn trên sân khấu để tiêu khiển cho khách làng chơi. Không được, không thể như vậy được, không thầy thể ba, như vậy được. Thầy ba hãy bình tĩnh. Thưa các thầy, thưa các ông, còn nhớ 8 năm trước tại hội chợ thuộc địa Paris, đệ nhất vũ công khi ấy là cô Leo de Meros đã múa một điệu múa Campos trên nền nhạc tài tử của chúng ta, tạo nên một cảm quan vô cùng kỳ thú. Thiệt nghĩ đã đến lúc phải cách tân âm nhạc nước nhà cho kịp với ngoại quốc, hầu thu hút sự chú ý, cũng là tận thu nguồn kinh tài cho phong trào đấu tranh, để giành lại non sông, kẻ góp của người góp công, chúng ta đồng lòng chống giặc, không để đất tổ quê cha chìm dưới ánh mây tà. Quả thật là một ý kiến hay, các thầy ở đây thì thấy ra sao? Hãy trao đổi với nhau rồi cùng quyết định, tìm giải pháp tối ưu hợp lý hợp tình. Là người tài đức thông minh, trước tiên xin mời thầy Ba Đợi góp mi góp lời cùng nhau, sau đó chúng ta sẽ luận bàn. Nhạc của cha ông là hồn thiêng dân tộc,
để cho dân thương ngoan lúc thanh nhàn. Xin thất lễ, tôi không thể tán thành. Trình diễn chốn điếm đàn, âm nhạc xé ô danh. Tôi ủng hộ chính kiến của thầy Ba Đợi. Vậy thôi, chứ thầy Ba đây không phải là người bảo thủ. Nhạc cung đình cũng nhờ sự cải biên của thầy mà mang một sắc dốc mới mẻ, khỏe khoắn hơn nhiều. Thầy Kinh Lịch Quần đã nói như vậy. Vậy còn các thầy Ái Nghĩa, thầy Bái Đồng, các thầy còn ý kiến gì khác không? Thưa thầy Ba Đợi, thưa ông Kinh Lịch Quần, xin vị bỏ qua cho. Nếu tôi nói rằng tôi nhất trí với chủ trương của ông Vua Ba Chiếu đây, các khuôn phép luôn trói buộc sự phát triển đi lên. Vì vậy cho nên cá nhân tôi đồng ý tán thành. Đờn ca tài tử sẽ càng sang danh khi diễn chốn hồn qua. Vì dân lành đấu tranh đuổi giặc bằng cung bậc thăng trầm. Theo năm tháng sẽ càng vang xa khi diễn ở quê ta. Và chúng ta cũng đừng nên lo ngại, vì đại cuộc mai sau phải gắn bó cùng nhau. Đông Du đang gặp cảnh lao đao, Duy Tân đang tung quẩn trước sau, đang chờ sự hiệp lực của những người yêu dân tộc. Phải hết sức đấu tranh tình mọi phương diện để đuổi quân xâm lược. Tất thể các vị đã trình bày rõ ràng quan điểm của mình. Rất cảm ơn các vị. Dân, thưa thầy Ba Đợi, xin thầy hãy cho một ý kiến sau cùng. Thưa các vị, tôi nghĩ tán thành hay không là quyền riêng tư của mỗi người. Tôi không có ý cản ngăn, chỉ xin có đôi lời rằng, làm chi ráng mà giữ hồn cốt và phẩm giá cho nhà, chớ lỡ mai này thất tán suy thoái là đắc kỳ nhất. Tôi xin nhắc lại, nhạc của cha ông là hồn thiên sông núi, không thể phục vụ cho khách mua vui lúc tổ hậu trà dư. Tôi không còn ý kiến gì khác. Các ông thấy đúng thì cứ làm. Thầy Ba. Dân biết ơn vì những ý kiến máu thịt của thầy Ba Đợi cùng các ông đây. Xin các vị cứ yên tâm, chúng ta là những người yêu nước, dầu có làm gì cũng là vì một ngày mai quốc dân độc lập. Thôi, không phiền các thầy lâu hơn, việc này chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận sau. Xin chúc các thầy các ông khang kiện, bách niên giai lão. Chàng ơi, ơi, ơi.
chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây hỡi nàng, nàng ơi hỡi nàng, nàng ơi anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây. Kệ. Con thấy hai bài hát vừa rồi có gì đặc biệt không con? Dạ thưa thầy, bài Lý Giao Duyên của miền quê Kinh Bắc và bài Lý Giao Duyên của lục tỉnh Nam Kỳ dường như có chung một cội ạ. Phải đó con. Câu ca ấy chính là dấu vết của dân hiến ngàn năm, theo bước chân của bao người đi mở cõi, để hôm nay non sông ta nối liền một dải. Nhưng tiếc thay, giờ nước non lại rơi vào tay quân xâm lược. Mất hết rồi. Mình ơi, thế cuộc đói thay. Thầy chịu khó uống thuốc, thuốc phải uống đủ liều, bệnh tật mới tiêu tan. Cảm ơn con. Cái à? Nhà hết gạo, con chạy qua câu chín mượn đỡ ít lon nha con. Từ từ thôi thầy. Mình ơi. Dạ. Tôi nghĩ mà thấy tương cho mình. Tôi giờ như một kẻ bất tài vô dụng, chẳng đỡ đần gì được cho mình giết nhà giết cửa, để cho mình về tần táo tháng ngày như tân cò lặn lội ở mông sông. Mình đừng vậy mà. Tôi thấy mình như con đò nhỏ ngược dòng trôi qua nắng hạ mưa, lòng trở nặng thủy chung và nhân nghĩa. Mình đam thầm chuyên chở những gian món nợ thế gian, mà tôi đã trốn như ma tan bồng nắng gánh, một kiếp đã đoa lèo lấy con đò giữa sông Trường Giang, chìm nỗi thăng trầm không bao giờ than thở. Dần nước dòng chân phận người cũng lên đến, tan lùng năm tàn gió vàng xuống xanh, mà tâm hồn mình như ngọc quý long lanh. Mình ơi, mình à, mình đã thương đồng bào chớ che cho tôi nương tựa bóng đồng, nghĩa đó sâu nặng muôn trùng. Qua mấy bão giông
dân trong năm bền chặt, thì sáng sẽ cùng chồng đó là bổn phận của tôi. Tôi một kiếp nổi trôi có được mình rất nhiều cầm bóng của cung đàn, nâng tôi bước nhẹ nhàng qua bao chén cuộc dần xoay. Mình cứ khéo làm cho tôi mất cỡ hà. Lần nào các con về thăm, mình cũng gọi các con dâu lại rồi khen tôi mãi hả? Thì ha, mình không phải là tấm gương để tôi khuyên dạy cho con dâu hay sao? Mình ơi, dạ. Mà thằng Hai thằng Út á, giờ này không biết nó ra sao rồi hả mình? Vợ thằng Hai vừa mới sanh con, vợ chồng nó cũng rao cháo qua ngày. Còn thằng Út, từ bữa đi đồn điền ở Hà Tiên tới giờ không có tin tức gì hết. Tôi thấy lo lắm mình à. Tôi định vài bữa nữa tôi lần vô trống xem sự thể nó ra làm sao. Nước mất thì nhà tan, dân tình ly tan, cha con, chồng vợ, anh em đôi ngã rối đường. Biết bao giờ mới thoát được cái cảnh này. Hai tên kia đứng lại. Đứng lại. Gì đó con? Cái ơi, làm gì mà đó có chuyện nguyên áo vậy? Dạ thưa thầy, Út Nhiên và Bảy Điền đang bị người của thống đốc Nam Kỳ truy đuổi vì tham gia hội kiến chống lại chính quyền ạ. Vậy à? Mình ơi. Dạ. Mình đưa các con ra phía sau giường ẩn nấp đi mình. Dạ. Các con. Các theo con ơi. Theo con. Các con lại đây, đưa đàn cho thầy. Đưa đàn đi. Cùng thầy qua đàn nha. Qua đàn. Qua đàn đi các con. Vậy, yeah. Lùng sục khắp nơi, không được cho chúng nó trốn thoát, rõ chưa? Yeah. Giờ thưa quan ba, có chuyện gì mà quan ba cho lính lục soát trùng rục cái nhà tôi vậy quan ba? Chào thầy ba đợi, chúng tôi đang truy lùng hai tên phiến loạn là thành viên của hội kính. Thầy cho tôi hỏi, thầy có ba... Giờ thưa quan ba, tôi xưa nay chỉ biết vui thú câu ca tiếng đàn, chứ nào cứ biết hội mở gì mà bao che giấu giếm quan ba. Vậy mà tôi nghe đâu hai tên phiến loạn đó là hai đứa học trò cưng của thầy đó. Dạ dạ thưa với quan ba là là ê ê Út Nhiên. Ê ê ê ê ê thưa nghe quan ba, chúng tôi gặp hai tên này. Thầy ba, thầy định giải thích sao đây hả? Trong chuyện này thầy có giấu giếm bao che cho bọn phản loạn nơi trú thân an toàn? Nghi ngờ từ bấy lâu nay, bằng chứng đã rõ, ông tránh sao tội tình. Phan xích lòng đầu đảng bọn này, tự xưng là con của phê đế hàm nghi, bài chuyện châu chấu đá xe thật ngông cuồng. Bị bắt giam cỏ dại chưa nhổ hết, nên thừa cơ chúng trỗi dậy khắp nơi, nhưng trước sau gì cũng chết mà thôi. Khi đào tận gốc cỏ chi cũng tiêu đời. Bây bắt hết tất cả bọn chúng, giải đi. Không được bắt người vô cớ. Việc tôi làm tôi chịu, thầy tôi và các bạn tôi không có liên can. Có bắt hãy bắt tôi nè. Câm miệng lại, không được nói nhiều, giải đi hết. Khoan đã. Nghe quan ba, tôi e ngày đã quá lo xa chăng? Thầy ba đây là như những gã thầy đờn trói gà không chặt, thì sức đâu mà chống lại Phú Lan Sa. Ai có tội, ngài có quyền bắt. Vợ chồng thầy ba không được động tới. Dân, tôi xin làm theo ý của ngài. Giải hai tên phiến loạn này đi. Bảy Điền đó. Bảy Điền. Mình ơi,
Thầy ơi. Chào ngài. Thầy Ba, thầy còn nhớ tôi là ai không? Trời ơi, Tổng đốc huyện Phúc Châu. Thầy đã lầm tôi với phụ thân của tôi rồi đó. Dứt theo thì ra là công tử Hiến. Phải, công tử Hiến non dạy si tình ngày nào, bây giờ không còn nữa. Mà tôi bây giờ là thành viên hội đồng tư mật, lo giúp việc cho thống đốc Nam Kỳ chuyên trị an trừ nghịch tặc. Vô tình biết thầy Ba cư ngụ ở đây, cho nên tiện việc ghé thăm luôn thể. Thấm thoát mà cũng đã ngót 30 năm lẻ. Dạ, cũng gần 30 năm. Ngày mà hai ta quyến luyến một người con gái. Quả người xưa nói không sai, hồng nhan bạc phận. Tôi có mấy lần được nghe kể lại cuộc đời ái qua, chìm trong cố hận mà lòng tôi xót xa. Vì ngài đam mê tửu sắc kim tiền, vùi dập đời qua không chút thương tình. Cuộc đời ái qua chịu nhiều khổ hận, cũng chính do thầy ngài đó gây ra. Chia tình cha con toan rẻ phân duyên nợ, gieo mầm quán hờn vùi dập một đời qua. Vậy vì tôi mà ái qua phải chết. Tôi không có ý định đào bới nỗi đau xưa, nhưng muốn cùng ông chiêm nghiệm chuyện thế thời dâu bể. Chuyện thế thời dâu bể. Mình ơi, chuẩn bị cho tôi một bình rượu. Dạ. Tôi muốn được đấu ấm cùng với ngài đây nhé mình. Mời ngài. Merci. Chung thứ nhất, vì cuộc hạnh ngộ hôm nay, chung thứ hai, cho những người đã khuất. Chung thứ ba, mình ơi, mình đang bệnh không được uống nà. Chung thứ ba, mừng cho hổ tử hơn hổ phụ. Ừ? Quyền quý danh lợi đủ cả đôi đường. Chỉ có điều dân nước đang chịu cảnh tang thương, mà ngài đang cố tình che tay bịt mắt. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt mà ông cha không thờ. Ông cha không thờ. Giờ cho tôi được hỏi. Mời thầy. Thân phụ của ngài suốt một đời tận trung cùng phủ lang mẫu quốc, nhưng khi quả chanh bị chúng chắc đi cho kiệt nước, à, thì tất cả vũ quan rồi tài sản bị thu hồi, rồi bị giết đi mà chẳng chút động lòng thương tiếc. Đó là về quá khứ rồi. Cha tôi chết là do số kiếp của cha tôi. Còn số kiếp của tôi, người Pháp đã cho tôi có tiền tài danh vọng. Bác thấy tai nghe mà tôi khiếp sợ hãi hùng. Vì đâu nên nổi đem tâm tình đổi lấy vinh sang. Thầy đã hỏi tôi đã trả lời. Bây giờ tôi hỏi lại thầy. Nghe cứ hỏi.
Thầy nghĩ sao về công nghiệp của đời thầy? Thầy không nói à? Thầy không nói để tôi nói. Mấy chục năm qua thầy đã chọn sai đường. Thầy đã sai đường khi vua Hàm Nghi đã sống kiếp tha hương. Thời đã thế, thế thời phải thế à. Trong khi ông là kẻ có thực tài, soạn biên nhã nhạc tấu khúc ngân nga, tài tử đờn ca những điệu hát siêu lòng, sàn diễn Tây Dương đã giang tài đón nhận, đưa đờn ca thoát roa lao lá lướt nô ten phố thị rộn ràng, mà ông thì cứng đầu bảo thủ chẳng chịu nghe. Quốc túy quốc hồn của núi sông vạn đại, khi đất lề quen tối gìn giữ đã bao đời, khi giặc xâm lăng gây tan tóc tơi bời, chiến quan họ ghẹo xoan và điệu lý điệu thương, đã cùng sung gươm giữ gìn đất nước và nghiến giữ yên chống đồng quá giống nồi. Vậy mà lúc này có những kẻ cam tâm chỉ vì một chút kim tiền. Nghe như ông lên án hiến tôi sống nhục, gian hiến ư? Còn sống phải sinh tồn, còn sống phải tự giữ lấy mình, cái đạo lý bình thường sao thầy lại cố tình quên? Gian hiến là linh hồn, là tinh hoa của dân tộc, khi bán linh hồn rồi mất đi nguồn cội. Liệu còn cội nguồn khi không còn đất nước? Là sống chết mất còn chứ không phải nhục nhìn. Tây quá văn minh còn xứ mình quá suy đồi, nào là tóc bới đầu, chân dao chỉ còn nhuộm răng, cứ ca hát rên rỉ, nỉ non mấy ngón đời, thì biết bao giờ mới theo được cuộc văn minh. Ngài, bây giờ tôi hỏi ngài, cuối cùng rồi cuộc đời thầy để lại được những gì? Không có gì hết trơn. Không có gì hết. Thưa ngài, chồng tôi đang bệnh, ngài hãy để cho ông ấy được yên thân. Ồ, hồi nãy vô nói chuyện mà quên để ý. Quá là thần sắc của Nhạc Quan xưa có vẻ như gần đất xa trời. Lý ra hai người đây phải bị bắt cầm tù với cái tội bao che phản loạn. Nhưng vì cây dây cuốn, vì nghĩ chút duyên nợ thuở xưa mà ta nể tình tha cho. Ly cuối cùng, lễ như có bể mệnh nào đó thì hiến tôi đây cũng xin chúc thầy sớm siêu thoát. Ông mình ơi, không biết có còn dịp mai đi gặp lại nhau chăng? Giả biệt thầy. Mình ơi, mình đừng bận tâm những lời hắn. Không, hắn nói đúng phần nào. Mình ơi, phải chăng tôi chỉ là một con giả tràng xe cát? Phải chăng tôi đã nuôi ước vọng hão huyền? Có lẽ với tôi kiếp này coi như uổng phí. Không, thầy đừng nói như vậy. Thầy đừng nói như vậy, thầy ơi. Mình thầy ơi, trải qua mấy bệnh thắng trầm lầm than nước non, khi nhiệt huyết vẫn còn thì phong hóa trường tồn, còn dân yêu nước khắp ngược xuôi, Bắc Nam kết đoàn, trẻ già gái trai thì còn có tương lai.
Đúng, đúng lắm. Chẳng có giặc nào lành lo. Bài mía nương dâu vẫn nhiều giặc lời ru câu hò mát ngọt. Những kiên tờ đông làm suối nguồn tuôn đổ qua núi qua sông ba biển rồng muôn trùng. Cùng quan cùng xuân lại nhẹ dần trắng e ấp mà thẹn thùng. Ôi cái mộc mạc đơn sơ mà dạt vào y sống từ cung điện đền đầy cây danh la tròi xanh. Đất nước là của dân thì ta gửi nhạc cho dân, dân thì giữ nhạc giữ gìn đất. Dẫu còn biết bao nhiêu là biến thiên thời cuộc, ta vẫn niềm tin rằng đường ta đi là chân lý trường tồn. Đường thiên lý đất lành chiếm đầu một dãy phương xưa Lộc Khê Hầu Đào Duy Từ Vĩnh Hòa Thánh Từ, còn nhà Nguyễn lập nên vị tướng đổi lấy lần. Duyệt tỷ đường huyền ảo ngân đúng rộn ra tân bần. Chưa cô gạt cầu quê nhà cung đình hòa quyện, như cơn vô tôn đài gần sông nước tôn đồng. Trời mênh mông, đất mênh mông, chứ chim rộng đường mây, chứ vườn ruộng hoàng sai cái ngọt. Bởi đất giữ của con người bao khác dòng, nên từng khe suối trồi cây luôn vang vọng tiếng thơ đàn. Mình à. Mình ơi. Dạ. Chính những lời gan ruột của mình, chính những lời gan ruột của mình đã làm cho tôi vững dạ. Tôi đã minh định được, tôi minh định được rồi mình ơi. Mình Cải ơi. Con đây thưa thầy. Con lấy đàn ra đây cho thầy. Tất cả các con cùng cho thầy tàu lên bản long ngâm cho thanh âm hòa với đất trời, tỏa hào quang muôn thuở đàn đi các con. Sao vậy thầy? Thầy ơi. Thầy ơi. Cô ơi, không sao. Không sao thầy. Không sao. Thầy không sao đâu. Thầy các con không sao đâu. Chắc là thầy trúng gió. Thầy trúng gió đó. Mình ơi. Mình ơi, để em nhổ củ gừng và em đánh gió cho mình nha mình. Các con. Dạ. Đưa thầy vô trong nghỉ. Đưa thầy vô trong nghỉ đi. Dạ. Thầy ơi. Thầy ơi, thầy không khỏe. Thầy vào trong thầy nghỉ nha thầy. Không đâu, thầy vẫn khỏe, thầy đi được mà các con. Thầy bước cẩn thận. Từ từ thầy. Cây đàn của thầy đâu? Cây đàn của thầy
xuống đây thầy. Mình ơi, thầy nhổ cứu đường rồi nè mình ơi. Cô ơi. Mình ơi. Thầy không sao đâu. Thầy các con sẽ không sao đâu. Thầy không sao đâu mà. Thầy các con sẽ chẳng vui lòng khi tiếng đàn còn vang dở. Giờ chắc mình đã mãn nguyện lắm rồi mình ơi. Các con hãy vì thầy mà giữ hồn cho nhạc nhớ giữ cuối cùng thì câu chuyện cũng đi đến hồi kết cục. Thầy đây là thầy ba. Dạ phải. Rồi người nằm dưới mồ cũng thầy ba. Dạ phải. Hôm nay nữa là 49 ngày rồi phải không thầy? Dạ phải. Chắc lão chết rồi. Sao vậy thưa cụ? Thì cứ âm âm dương dương về hoài. Ông Nam Tào cũng gạch tên lão ra khỏi sổ sanh tử thầy ơi. Cụ còn cường tráng lắm sao chết được. Với lại âm dương tương ngộ cũng do một chữ duyên mà thành đó cụ à. Duyên. Phải đó. Cũng nhờ chữ duyên mà lão được chăm sóc phần mộ của thầy. Rồi cũng nhờ chữ duyên mà lão đây được đàm đạo với thầy suốt 49 ngày đêm. Dạ mời thầy ngồi. Dạ thầy ơi, lão sống con mình không vợ không con. Lão có chuyện này xin thầy, thầy giúp giùm lão nghe. Cụ cứ nói. Dạ. Không ấy thầy kéo lão đi chung cho nó vui. Đâu có được. Mỗi người một số phận mà cụ. Vậy là lão phải tiếp tục kéo lê cái tấm thân già cơ khổ này sao hả thầy? Ủa, mà nay 49 ngày rồi sao thầy chưa chịu đi? Tôi chưa thể nào yên lòng mà đi cho được. Phải. Thầy chưa yên lòng bởi vì thầy còn để ruột gan máu huyết của thầy lại nơi đây. Đờn ca tài tử lên sân khấu mua vui cho tử khách. Chưa hết, vua Khải Định còn phát hành quốc giấy ủng hộ Phú Lan Sa kiệt quệ vì thế chiến. Rồi lấy các bang đờn ca tài tử ra mua vui mà gom tiền. Ây... Phải. Nhạc của ông bà xưa là võ khí chống lại bọn Lan Sa. Nay chúng mang ra làm trò hề kiếm tiền để bù đắp cho chiến phí. Thầy ba ta lâm mờ thang xót thương mà hận tuổi
mà nỗi niềm đau xót riêng mang. Non sông yên ngựa dân chúng lầm than, ôi tiếng đàn thở than. Nước non rất tự hào hùng, vẹn tấm lòng son, chỉ là dấu bởi thăng trầm. Thầy cứ yên lòng cất bước ra đi. Đó thầy ạ. Thầy ơi, lão mừng quá thầy ơi. Có nghĩa là ông Nam Tào, ông gạch tên mình lão đâu mà gạch luôn nhỏ này. Ê nhỏ, mày tên gì vậy? Dạ thưa ông, con tên Cải ạ. Cải hả? Mày thấy ông thầy hả? Con không thấy ạ. Không thấy sao mới kêu thầy ơi đó. Thì con thấy ông Tư nói vậy, con nghĩ thầy con vẫn còn đang nấn ná quanh đây. Mày tên gì? Dạ con tên Năm Hên. Hên với Cải nhìn qua đây coi. Đó nè, nhìn từ đây nè, tao chỉ nè, từ đây nè. Qua đây nè, đó đó. Tụi bay thấy gì không? Dạ không. Sao tao thấy mà tụi bay không thấy? Con đâu biết đâu. Rồi, lão chết chắc rồi. Thầy ơi, không ấy thầy nói gì thầy nói đi, rồi lão sẽ truyền khẩu sang tai cho mấy đứa học trò thầy nó nghe. Tôi dưỡng lòng người mang hy vọng ở cứ tương lai đem đến cho phần người sanh nhầm nơi miền dương thế cao sanh phân bài một kiếp sống thiên nhiên tiên tờ vuốt cao mây trời cho đường đời giới bớt đi trầm luân cho nước non thanh minh nhà nhà ấm em ngàn sao. Chỉ tiếc rằng kiếp người ngắn ngủi, khát vọng còn nguyên mà thể phách giả tan. Thầy ơi ơn đức cao sâu, khắc ghi muôn đời nào quên. Nguyện dâng trọn lòng say mê cho tiếng đàn lương truyền muôn sao. Bây giờ lòng ta chỉ canh cánh có một điều, nhạc của ông bà xưa là võ khí chống lại bọn Lan Xa, nay chúng mang ra làm trò hề tiêu khiển. Biết thế sự như vậy, ta đã cho nhạc thất truyền. Không thầy ơi, lão thiết nghĩ lũ bạch quỷ tuy lòng lang dạ sói, nhưng văn hóa của họ thì nhất đổi tuyệt vời. Nếu giữa dòng nô dịch của xâm lăng, nhạc biết tiếp thu thẩm thấu những gì tinh túy nhất để mai này vươn mình trỗi dậy. Vì trí tuệ nhân loài đâu có phân biệt giặc ta. Ông Tư nói phải đó. Thầy ơi, con xin thầy hãy yên tâm, những gì thầy chưa làm được lớp trẻ tụi con sẽ làm, và lớp tiếp sau nữa cũng sẽ làm. Nhất định âm nhạc của ông bà ta sẽ được trường tồn muôn thuở. Phải đó thầy. Cô và các trò nói vậy, thôi thì ta cũng tạm yên lòng. Giờ là đến lúc ta phải đi rồi, mọi lỗi âu lo xin cậy giờ hậu thế. Cụ Tư, cụ ở lại mạnh giỏi. Thầy đi sao thầy? Cảm ơn cụ. Thầy, đã giúp tôi dựng dạ ra đi. Các con hãy cùng các trò cải con hãy nhớ, cũng như ta đã lấy mảnh đất phương Nam này làm quê hương bản quán, mảnh đất bầu trời dòng sông ngọn cỏ sẽ trở thành ký ức không thể phai mờ. Các con nhớ cùng các trò
trao dồi đèn sách, tập luyện lời ca thiên đàng sao cho điêu luyện. Thôi, giờ đến lúc ta phải đi rồi. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Cho xin thầy yên tâm, tụi con sẽ làm theo lời thầy dạy, thầy ơi! Trời chiều đường thiên lý hoa tàn trăng khuyết nước non ngàn dặm xa đi đất phương nam thầy ơi. Thầy đi mạnh giỏi thầy ơi. Chân hương văn hiến vun nhàng lễ hồn vốn cha ông mãi lưu truyền. Xây công họ là họ sự sanh, sự họ công xây sáng công xây. Xoan tím nhỏ những màn sương lễ sương khói ẩn hiện chốn cung đình vọng tiếng nhạc ngân đinh lý trần lê nguyễn những say mê điệu ngũ cung máu nhuộm trời chiều đường thiên lý hoa tàn trăng khuyết nước non ngàn dặm xa đi đất phương nam biển rộng sông dài triệu triệu phù sa chữ vua